Lô xin mến chào tất cả các bác. Cũng nhân dịp sắp đến ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì đơn vị em đang có rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi đặc biệt cho tất cả các bác. Và trong chương trình ngày hôm nay thì bên em có một cái chương trình khuyến mãi rất là cao. Ok chưa? Cho tất cả các bác và quý khách hàng nào đang muốn mua những cặp loa rất cao cấp của bên em, mẫu loa J12 này anh em nhé. Thì khi chúng ta mua được một cặp loa J12 này, anh em sẽ được tặng ngay một cục đẩy với model NT1000. Sản phẩm này cũng đến từ thương hiệu LX Acoustic. Ok chưa? Các bác được tặng ngay một cục đẩy này thì đã được giảm chi phí đi rất là nhiều rồi cho các bác, đúng không ạ? Thì anh em chỉ cần mua thêm mic và vang nữa thôi là chúng ta có thể sử dụng và karaoke gia đình rồi. Thì trong cái đợt này bên em có chương trình khuyến mại rất lớn đó cho tất cả các bác khách hàng khi mua những cái sản phẩm của bên em, đặc biệt là mua cặp loa J12. Đây là cái dòng loa rất là cao cấp em nhé, rất là cao cấp. Cặp loa J12 này công nghệ đến từ Anh Quốc, Sơn Sần Cát, nhập khẩu nguyên chiếc rất là đẹp. Với cặp loa J12 Bát 30 này thì bên em đang giao bán với giá là 22 triệu đồng. Và khi chúng ta mua một cặp loa này thì các bác được tặng ngay một cục đẩy LT1000. Sản phẩm này thì đánh thoải mái luôn một cặp loa Bát 30 anh em nhé. Với trị giá là 4 triệu 500 nghìn đồng một cục đẩy LT1000. Ok chưa? Đó, các bác thấy thế nào ạ? Được khuyến mại rất là lớn trong thời gian nhân dịp ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Khi chúng ta mua một cặp loa sẽ được tặng ngay cục đẩy LT1000 với trị giá lên tới là 4 triệu 500 nghìn đồng, tất cả hàng mới. Và có một cái hay đó là loa J12 cũng đến từ thương hiệu LX Acoustic, ok chưa? Và cục đẩy cũng là thương hiệu LX Acoustic thì đây là cấu hình đồng bộ hãng. Anh em chỉ cần mua vang và mua mic nữa thôi. Đó, không đáng bao nhiêu tiền nữa là chúng ta được bộ dàn karaoke rất là tuyệt vời. Đó, đây là mẫu loa rất là đẹp anh em nhé. Hàng này thì là hàng cao cấp. Đó, hàng cao cấp thì lỗ thông hơi này. Nó sẽ ở mặt đằng sau. Ok chưa? Lỗ thông hơi được thiết kế mặt đằng sau. Và đây là những thông số của loa J12. Đó. Công suất của loa là 450W. Ở 8 ohm. Độ nhạy là 98 dB, giải tần đáp ứng từ 60Hz cho đến 20K. Ok chưa? Đó. Đây có hai lỗ, hai đường rắc. Đó. Ca lông. Đó. Để chúng ta rắc điều chỉnh để anh em cắm nhé. Bây giờ em sẽ cắm rắc loa vào. Ok chưa? Đấy. Với mẫu loa đặc biệt như thế này thì chúng ta có thể treo ngang, treo dọc, ghép những bộ dàn karaoke cao cấp, phân khúc cao cấp trong gia đình này. Hoặc là chúng ta ghép những cái phòng karaoke chuyên nghiệp, quán bar, phòng trà đều được. Bây giờ em sẽ bật công tắc nguồn của cục đẩy lên và sẽ test một cái bản nhạc để các bác cùng nghe nhé. Ở đây thì em cũng test nhạc trực tiếp từ máy tính thôi, cắm thẳng vào đẩy. Ok chưa? Không qua vang, không qua lọc xì lơ tiếng gì hết thì các bác cũng nghe và cảm nhận. Ok chưa? Một loa này đánh rất là căng. Kênh 2 này. Ok chưa? Yeah.
nghe sữa đầm của cục đẩy LT1000 với một cặp loa C12 rất là hay đúng không ạ? Đồng bộ hãng LX Acoustic công nghệ, hai sản phẩm này đến từ Anh Quốc. Đó, công nghệ đến từ Anh Quốc em nhá. Thì khi chúng ta mua cặp loa C12, các bác có ngay được một cục đẩy LT1000. Đó, ok chưa ạ? Với giá là 4.500.000 đồng. Đó, mua loa tặng đẩy, ok chưa ạ? Thì trong cái dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tới này, bên em sẽ giảm giá đó cho tất cả anh em về cặp loa C12 này để cho chúng ta ghép dàn karaoke gia đình. Đó, các bạn có thể lựa chọn cục đẩy này, chất âm nó rất là hay anh em nhé. Thì anh em mà quan tâm đó đến loa C12 có thể gọi điện trực tiếp với bên em. Đó, đây cục đẩy cũng là tem bảo hành chống hàng giả công nghệ đến từ Anh, ok chưa? Đẩy rất là đẹp. Ok, video này em cũng xin dừng tại đây. Các bác quan tâm có thể gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới.